Huấn luyện viên Indonesia xin lỗi U16 Việt Nam vì cổ động viên ném chai lọ. U16 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U16 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng giải U16 Đông Nam Á. Kết quả này giúp cho họ dẫn đầu bảng A với 9 điểm. Tuy nhiên, những dư âm của trận đấu này vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo mô tả của tờ Bola, những cổ động viên Indonesia đã có hành động không đẹp mắt khi liên tục hò hét, ném chai lọ về phía những cầu thủ U16 Việt Nam. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã thừa nhận: "Chúng tôi đã phải vật lộn với sức ép từ cổ động viên Indonesia và những quyết định không tốt của trọng tài. Chứng kiến hành động không đẹp của cổ động viên Indonesia, huấn luyện viên đội U16 nước này, Bima Sakti lên tiếng xin lỗi toàn đội U16 Việt Nam", ông chia sẻ. "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong trận đấu giữa U16 Indonesia và U16 Việt Nam. Một bộ phận cổ động viên Indonesia đã thiếu kiềm chế trong ứng xử với cầu thủ U16 Việt Nam. Tôi xin chân thành xin lỗi các cầu thủ U16 Việt Nam và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam." Hy vọng rằng trong trận đấu với U16 Myanmar, các cổ động viên Indonesia sẽ cư xử một cách lịch thiệp hơn. Sau trận thua trước U16 Indonesia, U16 Việt Nam xếp thứ 2 bảng A. Dù sao, chúng ta cũng có vé đi tiếp khi là đội thứ nhì xuất sắc nhất. Ở vòng bán kết, U16 Việt Nam sẽ đối đầu với U16 Thái Lan. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!